bát nhã ba la mật đa như thế chẳng thể dùng nhãn giới để biết vì lìa tướng của nhãn giới chẳng thể dùng sắc giới nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra để biết vì lìa tướng của sắc giới cho đến tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra bát nhã ba la mật đa như thế, chẳng thể dùng nhĩ giới để biết, vì lìa tướng của nhĩ giới, chẳng thể dùng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra để biết, vì lìa tướng của thanh giới cho đến tướng của các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, bát nhã ba la mật đa như thế, chẳng thể dùng tĩ giới để biết, vì lìa tướng của tĩ giới, chẳng thể dùng hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra để biết vì lìa tướng của hương giới cho đến tướng của các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra bát nhã ba la mật đa như thế chẳng thể dùng thiệt giới để biết vì lìa tướng của thiệt giới chẳng thể dùng vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra để biết vì lìa tướng của vị giới cho đến tướng của các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra bát nhã ba la mật đa như thế chẳng thể dùng thân giới để biết vì lìa tướng của thân thân giới chẳng thể dùng xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra để biết vì lìa tướng của xúc giới cho đến tướng của các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra bát nhã ba la mật đa như thế chẳng thể dùng ý giới để biết vì lìa tướng của ý giới chẳng thể dùng pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra để biết vì lìa tướng của pháp giới cho đến tướng của các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra bát nhã ba la mật đa như thế chẳng thể dùng địa giới để biết, vì lìa tướng của địa giới chẳng thể dùng thủy hỏa phong không thức giới để biết, vì lìa tướng của thủy hỏa phong không thức giới, bát nhã ba la mật đa như thế, chẳng thể dùng vô minh để biết, vì lìa tướng của vô minh, chẳng thể dùng hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não để biết, vì lìa tướng của hành cho đến tướng của lão tử sầu than khổ You now?